Xin chào các bạn yêu lan nhé. Hôm nay tiếp tục ở cái vườn Vũ Lan Viên của anh Cảnh ở 299 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Mình tranh thủ vào đây, mình không ngờ ở đây có một cái vườn rộng như thế. Đấy, cái khu vườn này nó ở đằng trên đường 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 Nguyễn Trãi ấy. Thì đường đi Hà Đông ấy, thì nó ở ngay phía đằng sau của cái Học viện An ninh. Đấy, đây là anh Cảnh chủ vườn này. Vườn của anh Cảnh thì làm ở đây từ năm 2007 rồi, cũng vườn khoảng 4.000 m2. Các bạn theo dõi sẽ có một cái video tổng thể về vườn đấy, nhưng mà trên này có một cái khu chuyên hàng gọi là quý một chút, ba vấp các thứ, nên là tôi sẽ làm riêng một cái video về cái khu này nha các bạn. Trên này tôi nhìn thấy một cái khu mà những cái loại mà cứ có tem tem như này ấy, là treo phía trên này là hàng đột biến này. Ông chủ, anh Cảnh chủ vườn đây. Đây là cây năm cánh trắng tuyết à? Tuyết là cây phi vân tuyết à? Hay là cây tên riêng? Tuyết riêng. Cây này thì cây là cây 6789. Ồ, cái cây này cũng đắt lắm mà, chứ đâu phải rẻ đâu. Thấy trong danh sách cũng thấy giá cũng cao ngất trời. Đây là cây trắng Vũ Tuấn Anh này. Cây này cây gì mà thân thủ nó khiếp này anh? Nó là một bông phi điệp cánh bầu đẹp đấy. À, phi điệp cánh bầu. Cánh bầu. Thân thủ ác liệt quá nhỉ. Đó. Thân quá khủng luôn. Ở đây mình cứ có cái treo cái này là để làm gì anh? Cái đấy là trước em để cái băng phiến cho nó đỡ côn trùng, nhưng mà lâu ngày nó hết rồi. Hết băng phiến rồi. Năm cánh trắng Việt Trung. Cây này hoa có đẹp không anh? Bông của nó thì là mắt xước. Mắt xước à? Cái cánh của nó thì chưa được sạch lắm. À. Tại vì nhìn thân nó cũng ấy nhỉ? Thân nó nhiều cây năm cánh trắng thì thân đúng rồi, thân vẫn tím, nhưng mà cái thân là của cây này khá là vàng. Nhưng mà trên này là ăn nắng tốt đúng không? Khu này là trên này chỉ có một lớp lưới đài đúng không? Một lớp lưới đài. Tương đối nhiều nắng. Ừ, lưới đài thì do là cái lưới dệt các bạn ạ, cho nên là ánh nắng nó không có bị hạn chế như là lưới thái thì là do cái nó có cái chiều lưới ấy, thì phải phải căng lưới lựa theo cái chiều ánh nắng, nhưng mà riêng lưới đài thì nó ánh sáng nó có thể xuyên được từ bất cứ góc nào, cho nên là nắng nó sẽ nhiều hơn là lưới của Thái. Tôi trước đây cũng không biết gì về lưới đâu các bạn ạ, nhưng mà đang chuẩn bị làm dàn nên là có tìm hiểu một tí về lưới với các thứ thôi, nên là biết đâu thì chém gió các bạn. Thế năm cánh trắng Hòa Dương. Ồ, nhiều nhỉ. Đây là trắng Hà Đông đây. Trắng Hà Đông, trắng Vũ Tuấn Anh, trắng Thực Hà. Đây có trắng Thực Hà không? Dạ, em không. Không trắng, có. Trắng Hoàng Voi với trắng Văn Sĩ thôi. À, thế là khoảng trắng Văn Sĩ. Cũng không chuộng lắm. Đúng rồi. Nuôi từ ngày trước. Nữ Hoàng Tuyết này. Wow, cây này là cái gì mà thân thủ nó đỏ này? Không có tem. Em đang chờ xem lại mặt bông thôi. À, chờ sổ lại đây. Đây là cái HO. HO. Ở trên này đúng là nó ăn đủ nắng, cho nên là các cái thân thủ nó nhìn nó cũng hơi khác với lại mà cái những cái chỗ mà nó bị thiếu nắng các bạn. Thì thân nó giống như kiểu là nam giới mà kiểu dày dạn gió sương nắng gió ấy, với lại một anh cũng là thanh niên nhưng mà ở làm việc văn phòng ấy các bạn. Năm cánh trắng Phú Thọ này. Cây này thì cây này sau cái này phải mét mấy rồi nhỉ? Tầm mét ba. Mét ba rồi. Tức là lên đến đây không còn đủ chỗ nữa thì bắt đầu bẻ ngang ra rồi. À, nhiều thứ quá. Năm cánh trắng Vạn Phúc. Năm cánh trắng Củ Chi. Wow. Thế đây anh có bao nhiêu tổng số, anh có nhớ đâu không? Bao nhiêu loại? Chắc chỉ có mấy chục loại thôi anh. Mấy chục loại. Wow. Tại vì cái hàng đột biến này sưu tập được đủ giống thì nhiều tiền lắm. Năm cánh trắng Vạn Phúc, năm cánh trắng Phú Thọ, năm cánh trắng Vạn Phúc. Wow. Cái thằng Vạn Phúc ấy, Vạn Phúc này thì bây giờ giá trị nó thị trường nó như nào anh? Cây này thì thị trường là nó khoảng 3 đến 4 triệu một sen. 3-4 triệu một sen là cây trưởng thành ấy hả?
Còn nếu mà ki thì sao? Thì ví dụ như một ki như này thì nó là khoảng 20 triệu. Ki là khoảng 20 triệu mà ki này có khoảng độ 7 sen. Thế còn ki này là khoảng 10 sen này. Thì lại hơn tiền đây. Hơn tiền. Ồ. Ô thế cao mà nhỉ? Vạn Phúc này cao. Vạn Phúc là cây này ở đâu sổ anh? Cây này thì là ngày xưa của anh Phương Lê Lợi và anh Khuê Ngọc Lê, hai anh đặt tên cây này. À, cái mặt hoa nó đẹp không anh? Mặt hoa. Nói thật các bạn là tôi quay đi các nơi cũng nhiều rồi nhưng mà không thể biết hết được các cái mặt hoa, riêng về đột biến thôi chứ đừng nói là mặt hoa thường. Wow. Đẹp cánh nó tương cánh, đối bầu ấy. Cánh bầu. Đấy, nhưng mà cánh các dày. Bạn là khi tôi quay ở trên này lúc là giữa trưa ấy. Cho nên là nó đấy, đây là màu nó sẽ thật hơn này. Nó có cái ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống cái màn hình nhé. Thực ra ở trên này thì trên điện thoại của anh Cảnh này thì hoa nó trắng đẹp hơn, nhưng mà do cái sắc tố của cái điện thoại của cái độ phân giải ấy. Khi mình quay dưới ánh mặt trời thì nhìn nó có vẻ như nó hơi bị hồng nhưng mà thực tế nó không phải hồng đâu các bạn, trắng lắm, trắng tuyết luôn, trắng hơn áo đây này, cái áo này của anh Cảnh là áo trắng muốt luôn, nhưng mà khi quay lên các bạn nhìn thấy nó vẫn có cái sắc hồng không? Đây nó dưới ánh mặt trời. Sáu mắt Thái Bình này. Đấy, thân cũng nù luôn. Cây này là cây gì? Cây năm cây trắng Hà Tĩnh. À, Hà Tĩnh. Ba chậu này Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì mấy năm vừa rồi có vẻ cũng sôi động nhỉ? Sôi đấy. Hà Tĩnh với Hải Dương hai năm vừa rồi có thấy có vẻ sôi động. Vâng. Cái này là cây gì đây mà thấy vươn cao thế? Cái này thì mặt bông đẹp thôi, nó chưa phải là đột biến. Mặt bông đẹp thôi. Vâng. Cây này cũng thân thủ ác liệt này. Năm cánh trắng Việt Bắc. Năm cánh trắng Việt Bắc. À, nhiều loại nhỉ? Mấy chục loại đột biến. Năm cây trắng sơn động. Sơn động. Sơn động này thì được cái thân thủ nó đẹp. Thân thủ đẹp quá nhỉ. Thân đẹp quá. Thân này chơi thân sướng rồi. Mà ngọn vẫn đang đi nhá các bạn. Ngọn vẫn đang đi nhưng mà thân vẫn cứ nù ra. Đấy, thân thủ rất là đẹp mà. Ok, đẹp rồi đấy. Cây này thì thân cây, vàng. Cây chumoray. Chumoray. Năm cây trắng chumoray. Cây này là Phú Thọ. Đấy, Phú Thọ. Phú Thọ. Bây giờ những cái ki Phú Thọ bằng này thì là anh xuất ra bao nhiêu anh? Thị trường bây giờ nó khoảng 4-500 một sen. Nó tùy vào độ đẹp của cây. Thế thì một cái này thì cũng tùy cây, tùy độ dài. Có thể cũng chỉ mấy triệu thôi các bạn. Thục nữ. Cây bên cạnh này. Cây này là cây thục nữ. Thục nữ này là mặt hoa nó là trắng, năm cánh trắng hay là năm cánh trắng thục nữ. Còn cây này sao? Cây này sao lá? Hồng phấn. À, hồng phấn đây. Hồng phấn. Năm cánh trắng đèn pin. Ồ, tại sao lại tên là đèn pin nhỉ? Năm cánh trắng đèn pin. Có mặt hoa không anh? Có mặt hoa. Yeah. Thế thì là ở trong kia họ đặt tên. Cũng người thì gọi nó là cây bùi Việt nhưng mà em thấy thì nó cũng giống nhau, cái thân lá giống nhau. Giống với bùi Việt à? Vâng, giống cây năm cánh trắng bùi Việt. Thế mà lại có người lại đặt tên là đèn pin. Đèn pin em thấy là họ đặt trước rồi. Nói chung là kiểu có những cây mà tên nó bị đặt trùng nhau đúng không? Wow. Tức là đặt, có người ta lại thích tên này, người ta lại đặt lại kia. Ngoài lâu ngày rồi thì nó... Wow, trên cái khu này, cái khu vườn va này cũng phải rộng đến hơn 100 mét đấy nhỉ anh nhỉ? Chỗ này của em được 80 mét. 80 mét à? Mình áng chừng khoảng 100 mét. Ở đây là một cái khu mà cũng rất là đặc biệt các bạn ạ. Nó cũng ở cái chỗ văn quán ấy, nhưng mà nó lọt thỏm ở trong một cái khu mà gần như cũng khép kín luôn. Bên cạnh là những cái hệ thống, các bạn nhìn thấy cái hệ thống truyền tín hiệu của bên an ninh, công an. Nên là đây thì ủa đây cây năm cánh trắng rừng à? Cây trầm năm cánh trắng. À, trầm. Cây trầm rừng ấy. Trầm rừng. Thân
thân khủng khủng nhỉ. Cây trầm thì trầm thân nổ kinh hết. Cây này sao? Cái đấy là cây trắng, phi điệp trắng. Phi điệp trắng này. Ủa, nhiều thứ quá các bạn. Bên này mới là hàng ăn nắng, gọi là ngoài rìa này các bạn này. Nắng này. Wow. Nhìn thế này đã đời luôn các bạn ạ. Ôi trời. Nó được ăn nắng thì thân nó sẽ mập hơn. Cái này giống gì anh? Cây này là cây phi điệp, gọi là lá thân lá đẹp. Phi điệp là thân lá đẹp thôi, đúng không? Mọi người hay gọi lá mít ấy. Lá mít. Nhưng mà thân thủ ác liệt quá nhỉ. Bây giờ này phải phi hai mấy rồi? Chắc nó chỉ được 19-20 thôi. Nó chỉ bằng ngón cái mình. Cái khốc này nó cũng phải tầm 20-21 rồi. Vâng. Đẹp quá, ăn nắng đủ phát là nó lên khác hẳn luôn. Đây là một cái giò phi điệp gì mà ghép lên cây cao vua này. Hoa tím à, phi điệp tím à. Cái bông đấy, cái giò đấy nó có cái đặc biệt là cái bông của nó, cái cánh hoa nó có cái viền. Tím viền. Gọi là tím viền. Có mặt hoa không? Ngó nhờ tí anh. Đấy, các bạn thấy không? Đây là ghép buộc nó vào cái cây cao vua rất to. Đấy, dễ nó lên. Đấy, ở phía trên là có một cái bịch phân. Thân già thì nhiều vô biên luôn này các bạn này. Đấy. Kỳ cũng thế này, kỳ cũng nhiều lắm, nên là kỳ cũng thấp này. Cái đấy thân già chưa làm kỳ. Năm cánh trắng Bắc Ninh. Mắt bò. Ui, nhiều loại quá các bạn ạ. Tím viền đây. Quay lên ấy, khi quay qua điện thoại nha các bạn thì là cái sắc tím nó nhiều hơn. Cái thực tế mà nhìn trên màn hình ấy thì các cái cánh này là nó tương đối là sáng, xong rồi cái viền nó đậm hơn. Tất nhiên đây thì các bạn nhìn thấy vẫn thấy rõ này, rất là đẹp. Môi trái tim đẹp nhờ. Cánh bay, cánh ngang rất là đều. Đẹp, ông này cũng đẹp đấy. Đấy, thế mà gọi là đấy, treo trên cây đây, mùa vừa rồi đây. Đấy, thế mà đẹp như thế mà chỉ là cái hàng bờ rào thôi nha các bạn. Cái này là treo hẳn ở bên ngoài rào luôn. Đấy, treo trên cây ngoài rào làm cảnh quan luôn. Quá tuyệt vời. Bên kia là năm cánh trắng Phú Thọ này, các thứ này, nhiều lắm. Phú Thọ mới HO với các thứ nhiều vô biên. Kinh khủng. Wow. Cái điện thoại của tôi nó quay liên tục ở dưới cây phi vân tuyết, cây mà là phi vân tuyết avatar trong cái avatar của Vũ Lan Viên đây. Đẹp quá nhỉ. Cái này được lá của nó thì lá nhỏ thôi, lá nhưng mà nhỉ? Thân ngọn. Nó phát triển cũng mạnh, ngọn vẫn đang đi tốt lắm này. tầm mét mốt đấy, mét mốt vẫn đang đi ngọn. Quá đẹp luôn. Cái mặt hoa mà được sổ tại vườn mình đúng không? Dạ, anh. Vâng. Cho nên là được lấy làm avatar của vườn luôn. Các bạn xem video thì nếu mà thi thoảng thấy nó bị cái hình nó bị hơi mờ đi một chút thì thông cảm nhé, bởi vì tôi quay liên tục gần tiếng rồi trên cái ở ngoài trời, cho nên là cái nhiệt độ trên máy nó bị nóng lên, nó nhiều lúc nó máy nó cũng đơ. Ám mắt trâu Phú Thọ này. Hồng Hiền Lương. Có vẻ ở đây anh ít các cái dòng lá kẻ nhỉ? Vâng, lá kẻ thì em không sưu tập nhiều. Chưa sưu tập cái món lá kẻ đúng không? Vâng. Các hàng thân lá đẹp. Tuyệt vời đấy. Cây này bị bệnh này. Dạ vâng, nó cái giống này của em nó bệnh dỉ sắt. Có nghĩa là nuôi năm nào cũng thế, có nghĩa đang phát triển là tự nhiên nó cứ sinh ra cái bệnh này. Mặc dù những cây xung quanh không sao nhưng cái chậu này năm nào nó cũng thế. Có thể do cái giò nó bị kiểu trong thân của nó bị cái gen bệnh này. Kiểu nó có cái nguồn bệnh ở trong cái đến đấy là phát. Cái này là cây gì mà cây đấy là cây của Đài Loan, cây trầm VK3. Trầm VK3.
Ngoài thân thủ cũng khiếp nhỉ. Cây này bông bông trắng à, trắng điệp trắng. Ồ mà thân lá sao dài thế, cái đấy nó phải tầm mét 7-8 ấy nhỉ. Mét 7 nó cao ngang với người em. À, cao hơn rồi. Cao hơn rồi. Wow, trầm phi điệp trắng. Phi điệp trắng. Nhưng mà có tên tuổi ở vùng nào không anh? Như này cây này thì ngày xưa nó là một cây khai thác cũng của rừng Lào về, nhưng mà nó bây giờ mọi người không chơi lắm, nhưng không quan tâm lắm đến cái dòng trắng. Trắng dạo này nó đang không ít người chơi. Bây giờ thực ra thôi, cứ cái nào ít người chơi thì mình chơi các bạn ạ. Vì nếu mà để sưu tầm ấy thì cứ cái nào ít người chơi thì mình sưu tầm về làm giống thôi. Còn những cái mà nó lên cao quá thì từ từ. Cây này là một cái cây mà lá biên các bạn. Thân thủ siêu phàm. Đúng là gọi là thân thủ siêu phàm ấy. Đây này, to. Ngón cái của tôi tay thô lắm, thế mà còn chỉ bằng nó thôi. Nhưng mà cái này nó còn hay chỗ là nó có cái lá biên này các bạn này. Cây này nó của Đài Loan nhưng mà nó chỉ nhân kỳ thủ công được thôi, chưa cấy mô cây này. À, của Đài Loan à? Vâng. Cũng hay nhỉ. Cái này cũng cắt để nhân kỳ nhiều rồi đúng không anh? Vâng. Rất nhiều rồi. Vậy là có thể sưu tầm giống rồi. Thế một cái kỳ của cái cây này thì bán bao tiền anh? Kỳ khoảng tầm khoảng 10 phân 10 thì cent. Nó chỉ khoảng ngót ngót 100 ngàn. Ồ thế à? Vâng. Rẻ à? Kỳ mà có khoảng 100 ngàn một kỳ các bạn ạ. Mà lại có hàng này, đấy, lá biên biết cái thứ này mà thân thủ như này về. Tôi nói thật các bạn này, nếu mà ví dụ mình có một cái không gian nó hơi rộng một chút, xong rồi chơi một cái giò này mà nó, đây là cái giò khổng lồ, nó hơi bị khó bẻ ra các bạn. Anh dỡ lại cái giò này cái, quay lại cho mọi người xem tí. Đấy, đây này, tôi phải lùi ra cách anh ấy khoảng đấy, cách khoảng 3 mét rồi mới lấy được hết cái giò và anh này, các bạn này. Thân thủ siêu phàm luôn. Đấy, ui rồi, cái này khoảng 20 thân mà to lắm. Đấy các bạn hình dung nhé, đây mới có 20 thân thôi. Nếu mà ví dụ chơi một cái giò mà nó khoảng độ 50-100 thân thì có phải là đến lúc chơi thân lá này, lá biên này mà rẻ như vậy thì cứ mua về xong rồi nhân khoảng độ vài ba mùa là thành giò to thôi, có gì không? Rất tuyệt vời. Đấy. Hay thật đấy. Đúng là hơi bất ngờ ở chỗ là một cái khu giữa hồ thủ đô mà lại có một cái vườn mà có đa dạng các loại giống như này để có thể cung cấp cho thị trường. Anh cảnh cho mở lại giúp cái Facebook để cho mọi người xem cái Facebook Vũ Lan Viên. Đây, Vũ Lan Viên. Đấy, là tên là Vũ Lan Viên nhé, Facebook này. Còn cái avatar chính là cái bông Phi Vân Tuyết, là cái bông mà nó lại à, có cái cây mà rõ dài các bạn ấy, cảnh anh giới thiệu với các bạn. Đấy, còn cái ảnh nền là hoa gì đấy? Bông đai châu. À, mùa đai châu mà sao cái màu nó cũng lạ nhỉ. Rất là đẹp. Đấy các bạn có thể kết nối với lại cái Facebook Vũ Lan Viên hoặc là cái số điện thoại của anh cảnh là 0904 65 45 45. Đấy, tôi đọc lại nhé các bạn. 0904 65 45 45. Facebook Vũ Lan Viên của anh Cảnh nhé. Địa chỉ vườn tại đây là 299 đường Chiến Thắng, cuối đường luôn, gần ngay chỗ cổng chợ nông sản Văn Quán ấy của Hà Đông. Rất là, thực ra là vào được đến đây thì lòng hoằng đấy, nhưng mà cũng dễ tìm thôi, không đến nỗi quá khó. Wow, một cái khu rất là nhiều các loại giống, hàng va rồi hàng thường. Các bạn xem cái video về tổng thể về vườn thì sẽ thấy là hàng thường cũng có rất là nhiều loại. Còn đây là cái khu hàng va thì cũng rất là nhiều loại va bấp khác nhau. Nói chung là nếu mà cứ nhân lên khu này thì tiền cũng cả mớ luôn đấy các bạn. Tiền này chắc phải chở ô tô.
sẽ có nhiều bạn chửi tôi là anh đưa lên thế này là nâng giá với nọ kia thứ hay là làm giá làm như. Thực ra tôi không có làm giá thì tôi không biết, rất nhiều loại cây tôi không biết giá luôn các bạn ạ. Không biết giá mà cũng không biết cây luôn. Nên là ví dụ như là ấy, tôi các bạn thấy xem từ đầu đến giờ, nếu mà có những cái video có những, cái đoạn video mà thấy là cây này cây kia tôi hỏi anh Cảnh, anh ấy nói cây gì thì có nhiều cây tôi mới biết chứ tôi cũng không biết đâu. Đấy, vì tôi nói thật sự các bạn là vườn của tôi thì toàn những hàng bình thường thôi, không có nhiều va vấp. Vì sưu tầm cái hàng va vấp này nó tốn sẻng lắm. Đấy. Cho nên là mình chơi hàng cũng rất là thích va vấp ấy, nhưng mà chưa đủ điều kiện để sưu tầm các bạn. Thế thì các bạn mà muốn sưu tầm những cái dòng va vấp này ấy, thì bất cứ một cái giống gì các bạn có thể liên hệ với cái nick Facebook là Vũ Lan Vườn. Tên của vườn luôn đấy, vườn Lan Vũ Lan Viên luôn. Và cái số điện thoại của anh Cảnh là chủ vườn này, là 0904654545. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, những cái giò như này chơi rất là sướng. Đấy. Nếu mà một cái lớp lưới này ấy, mùa hè tháng 6 thì có sợ bị quá đà không anh? Em nuôi ở đây thì là qua mấy mùa nắng rồi đấy, nhưng mà cũng không có tại vì cái lưới đài này là cái ánh nắng nó nhiều hơn mà. Cho nên là nhưng bù lại thì cái cây nó đanh nó khỏe. Đúng rồi, cây nhìn rất là chắc. Cây trên này là sung lại cao nhé, thoáng gió như này là ăn nắng đủ như này, cây rất là khỏe. Rồi. Đây là những cái ki nhỏ này là ki gì anh? Cái này đấy, trắng Hà Đông trắng, những cái này là trắng Hà Đông, lâm canh trắng Việt Bắc, vàng lâm đồng, mắt nâu, uầy nhiều thứ nhỉ, hiển oanh đấy, đấy. hồng xước, sơn đậu, anh Hà Tĩnh. Hoa lư. Đèn pin các loại. Còn phía ngoài này là hàng không phải là hàng bừa rào đâu nhé các bạn. Đấy, năm cánh trắng luôn đây này. Đấy, năm gọi là năm cánh trắng bừa rào. Đây mới gọi là bừa rào này các bạn này. Đấy, như ngổ luôn. Nhìn phê thật đấy. Rất là tuyệt vời, đúng là để có được một cái vườn lớn như này với đa chủng loại như này là cũng không phải là đơn giản đâu các bạn ạ. Một là cái thời gian gây dựng vườn nó phải lâu. Thứ hai nữa là cái vốn và đầu tư nó cũng rất là lớn. Đấy, đọng vốn là cũng là nhiều. Nhưng mà ngược lại thì nếu mà làm tốt ấy, nhân kỳ tốt ấy, thì nó cũng nếu mà xét về mặt làm kinh tế là cũng rất là ok, phải nói là như thế. Ngoài đây cây Phú Thọ dài ngoằng này. Cố định ở đây không sợ là gió nó quay. Nó quật. Quật là nát mất cây. Năm cánh trắng minh khai. Nói chung là không thể nhớ được hết mặt hoa và tên cây đâu các bạn. Rất là tuyệt vời, rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh Hoa Lan TV nhé. Các bạn muốn sưu tầm cây thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Cảnh nhé. Số điện thoại là 0904654545. Hoặc là cái nick Facebook là Vũ Lan Viên. Tôi thì không có bán hàng nha các bạn. Và tôi cũng đọc rất nhiều lần số điện thoại của anh Cảnh rồi. Cho nên các bạn đừng nhắn tin hỏi tôi là số điện thoại bao nhiêu nữa. Mất thời gian lắm. Đấy, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, các bạn nhớ gương mặt của anh Cảnh rất đẹp trai này. Đấy, coi như là đến giao dịch cây thì cũng rất vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.